điều kỳ biểu hình ảnh của một người trái tim tóc. Hình ảnh của một người trái tim tóc là những điều gì em làm trong cuộc đời em. Những điều gì em làm trong cuộc đời em là những điều tốt trong trái tim em. Cái tài là từ trong trái tim mình. Hình ảnh của một người trái tim tốt là cái tài của em bán cho nguyên thế giới để em xin tiền ông trời trên cao. Nhiều tiền, xin nguyên tiền thế giới luôn. Để em lấy cái tiền đó, em đi nuôi người nghèo nguyên khắp thế giới. Là cái chương trình của em, điều kỳ diệu. Hình ảnh của một người trái tim tốt là em, Thi Trang Lily Fan. Ôi giời ơi quý vị ơi, mỗi ngày á, Thi á, ngủ dậy có cái nụ cười hạnh phúc. Cái nụ cười hạnh phúc đó, quý vị biết nằm từ đâu ra không? Cái nụ cười hạnh phúc đó nằm từ những điều tốt của Thi Trang Lily Fan đã nạo ra trong cái cuộc đời của em. Em á, từ nhỏ tới lớn á, là một con bé rất là tốt, rất là ngoan, rất là giỏi. Có bao nhiêu tiền á là em đi nuôi người ta không à, đi cho người ta tiền không à. Cái đó là trời rất là thương yêu mình. Cái đó đó để ra hình ảnh của một người trái tim tốt. Cái điều mình có tiền á mà mình đi lấy cái đồng cắt cuối cùng của mình á, mình đi cho một con người để giúp cứu một cái mạng á, là thành nha, điều kiểu biểu hình ảnh của một người trái tim tốt là em. Mỗi ngày á, em dậy á, em có một cái nụ cười hạnh phúc. Cái nụ cười hạnh phúc đó là trời ban cho mình vì những điều tốt mình đã làm từ cuộc đời mình ra. Sống trong cái cuộc đời á, mỗi ngày á là một câu khảo. Một người tầm thường là một câu khảo. Cái đời của Lily á rất là khùng đi. Tại vì Lily nói thiệt, thì quý vị thấy cái tài của Lily chưa? Cái tài là từ trái tim mình ra. Thấy cái khôn ngoan của Lily chưa? Em á, ông trời để em ra số phận một con gái á là có cái lý do. Cái lý do đó trong tương lai quý vị sẽ nghe hết. Mà em đẻ ra thân xác là một đứa con gái, em dùng cái xác thân của một đứa con gái để em đi bán cái tài của em, để em đi nuôi người nghèo. Cái tài của mình á là nằm từ cái trái tim mình ra. Điều kiểu biểu hình ảnh của một người trái tim tốt. Bây giờ cuộc đời Lily á rất là ngầu, rất là đã, rất là vui. Thế bây giờ sự thật á, Lily kiếm rất là nhiều tiền. Bây giờ cái chương trình giúp người nghèo Lily Together Miracle.com nguyên khắp thế giới bây giờ là chắc 12 số 0 á, tiền Mỹ đó nha. Tại em chưa biết nói cái câu đó ra tiếng Việt thôi, trời chưa dạy em. 12 số 0 tiền Mỹ mà cái hấp dẫn nhất của điều kỳ diệu là 12 số 0 này á, Thi Trang Lily Fan không lấy một đồng cắt nào luôn. Thấy ngầu chưa? Ngầu. Đây, nếu mà mình tin về trời đất á, mình không cần tiền, mình sống vì tình, thì thực sự ra câu chuyện của em á, em là con bé sống vì tình. Như vậy á, mỗi ngày em sống, em ngủ dậy, em có cái nụ cười hạnh phúc của em vì cái chữ tình yêu. Nụ cười hạnh phúc của em, mỗi ngày em dậy á, nhìn mắt em nha, là số trời ban cho em vì cái trái tim tốt của mình. Thế chưa? À, ôi giời, sorry.
Hôm nay bên Mỹ là lễ Thanksgiving. Như vậy nó lại đi theo âm cho lễ Thanksgiving. Lễ Thanksgiving á là một cái lễ mình cảm ơn trời đất cho những điều gì mình đã có. Như vậy Lily cảm ơn trời đất cho những điều gì Lily đã có. Điều kỳ diệu, hình ảnh của một người trái tim tốt. Em nói thiệt với quý vị, mỗi ngày em cố gắng hết sức mình em. Em yêu thương người nghèo, tại vì em sống vì tình. Em sống cho người nghèo. Câu chuyện cuộc đời em rất là khùng, điên, mát. Em không phải là có người khùng điên mát đâu. Người khùng điên mát mà nhìn rất là đẹp, rất là ngầu. Có nguyên cái chương trình điều kỳ diệu, hình ảnh của một người trái tim tốt. Bây giờ sự thật, em kiếm được 12 số 0 tiền đô Mỹ đó nha. Mà em không lấy một đồng nào hết á. Lý do, tại em đang chờ cái 12 số 0 em đi nhảy lên 15 số 0 tiền Mỹ. Lúc mà nó lạnh lên, nó nhảy lên 15 số 0 tiền Mỹ á, lúc đó cái nhà băng ở Lily điều kỳ diệu là chicagoamerica.com bắt đầu ông trời sẽ cho thi trang Lily Việt Nam rất là nhiều tiền để đi nuôi người nghèo nguyên khắp thế giới. Như vậy mỗi ngày em mới cố gắng yêu thương người nghèo hết sức mình để trời đất ban cho em 15 số 0 trong nhà ba người em, để em đi nguyên khắp thế giới, em đi giúp người nghèo, để em thỏa mãn cái ước mơ ở trong cái cuộc đời của em. Cái cuộc đời là có ước mơ. Mình có đủ khả năng để làm cái ước mơ mình thành tài không? Là cái dấu hỏi ở trong một cái cuộc đời. Ê, quý vị, cái dấu hỏi trong cuộc đời em, quý vị có thấy em có thành tài được cái ước mơ em không? Như vậy Lily thương mến gia đình trái tim tốt là Lily. Lily biết cái gia đình trái tim tốt của Lily là ông trời ban cho thi trang Lily fan thành tài cái câu dấu hỏi ở trong cái ước mơ Lily. I love you gia đình trái tim tốt. Lily cố gắng hết sức mình mà. Thấy không, càng ngày Lily càng ngầu hơn luôn. 12 số 0 tiền đô Mỹ đó, không thèm lấy một cách nào hết. Để em xin ông trời trên cao thành tài cái dấu hỏi ở trong cái ước mơ em. Con ơi, em có đủ khả năng, em có đủ tài để em xin hết cái tiền khắp tới, khắp hết thế giới để em đi nuôi người nghèo. Ê, có bao giờ suy nghĩ một cái cuộc đời ở con người nó ngầu đến cái mức đó không? 12 số 0 tiền đô Mỹ đó nha bà con, đâu phải ít tiền đâu. Mà nếu mình muốn cái nụ cười hạnh phúc giống như giải thích thi đi, nếu mà thi lấy một cách ở trong cái 12 số 0 đó, ông trời sẽ lấy mất tiêu cái nụ cười hạnh phúc của thi đi. Lý do ông trời đã thi trên cái trái đất này để thi sống vì tình, không phải vì tiền. Bây giờ thi nói thiệt với quý vị á, những điều gì thi làm á là cho nguyên khắp thế giới nhìn thấy cái bản lãnh của thi, cái tài của thi. Cái tài là từ trong trái tim của thi ra. Thi nói với quý vị, thi bán đẹp, sắc, tài, thân, thi bán hết để thi đi nuôi người nghèo nguyên khắp thế giới. Thì mình đi hỏi ông trời 12 số 0 đó lý do gì mình phải tham. Ôi giời ơi, tiền á là một tấm giấy trong cuộc đời ở thi thôi. Một tấm giấy thi lấy tiền thì tốt, 12 số 0 đó sự thật mà. Để thi lượm 15 số 0, 15 số 0 đó là lúc đó đó là thi bắt đầu thi đi khắp thế giới, thi đi nuôi người nghèo.
Nhiều lúc trong cuộc đời á, mình phải lỗ làng, lỗ dữ lắm. Mà lúc mà mình chịu nhận được cái lỗ đó, ở trong cái nụ cười, để mình thắng được cái trái tim của ông trời á. Mấy quý vị ơi, chứ không muốn nói nhiều. Trong tương lai, mấy quý vị thấy cái lỗ ở Thi lời được đến cái mức nào? Thi là một con bé rất là ngoan ngoãn, rất là thương người. Thi là con bé sống vì tình từ nhỏ tới lớn. Như vậy, Thi hy sinh cái cuộc đời Thi để đóng một bộ phim mà Thi, để cho Thi thay đổi nguyên cái thế giới ác này đi, để cho mỗi người càng ngày tin về trời. Lúc mà mỗi ngày mình càng ngày tin về trời á, mình sẽ sống về cái trái tim tốt. Lúc mà mình sống về cái trái tim tốt á, trời sẽ cho mình phú quý sang trọng. Thấy nhìn cái mặt Thi không? Thi sáng sủa, sáng sủa cái chữ phú quý sang trọng. Tại vì từ nhỏ tới lớn em sống vì tình. You know là quý vị có biết không? Từ nhỏ tới lớn á, nếu mà mình sống vì tình á, mình lớn lên á, cái cuộc đời mình sẽ phú quý sang trọng. Mở mắt ra là mình sẽ lãnh được cái nụ cười hạnh phúc. Cái đó là cái phú quý sang trọng của cuộc đời Thi, là một cái nụ cười hạnh phúc. Cái cuộc đời Thi rất là thê thảm, rất là buồn phiền, rất là bối rối, rất là nhức đầu, rất là đau khổ. Như vậy từ nhỏ tới lớn, Thi mới xin cho ông trời cho Thi một cái nụ cười hạnh phúc, để cho Thi tẩy hết những điều đau khổ ở trong cuộc đời Thi. Cái kiếp này á, quý vị có biết không, cái trái tim Thi á thuộc về vợ ông trời. Trái tim của Thi thuộc về ông trời. Quý vị có biết cái trái tim Thi từ nhỏ đến lớn nó đau khổ đến mức nào chưa? Ngày hôm qua Thi có một người chị của Thi rất là thương Thi, hỏi Thi tại sao rất là nhiều người nhìn cái cặp mắt của em, nhìn thấy cặp mắt em mà cặp mắt buồn. Thực sự ra cuộc đời em rất là buồn, buồn đau khổ. Buồn đau khổ là từ nhỏ tới lớn mình đã biết ông trời đẻ mình ra là ai rồi. Mình đã biết không có ai cứu được mình ở trong cái cuộc đời mình đâu. Mình đã biết cái số phận của Thi, ông trời đẻ Thi ra kiếp này để làm gì. Như vậy cái cặp mắt của Thi đi nhìn buồn vì lý do ông trời chưa có thỏa mãn được cái ước mơ của Thi. Như vậy những quý vị đã lo lắng thương mến Thi, hỏi tại sao cái cặp mắt của Thi đi nhìn buồn, lý do mấy người có thấy chưa? Anh chị, cô bác, chú có thấy cái cuộc đời Thi nó khùng điên bao nhiêu chưa? Cái cuộc thời Thi nó mất tiền lắm. Thi kiếm bao nhiêu tiền rồi Thi hy sinh, Thi cho nguyên cái thế giới để Thi lãnh được cái 2 số 0 đó đó. Cái 2 số 0 nó lãnh đó là vì cái chương trình nuôi người nghèo của Thi. Bây giờ Thi đang chờ đợi để nó lên 15 số 0 để Thi có bao nhiêu tiền Thi đi nuôi nguyên khắp người nghèo, nguyên khắp thế giới, để Thi thành tài. Cái kiếp này với Thi, cái kiếp này Thi đẻ Thi ra là bà Tức Bà Maria ở nguyên khắp thế giới. Lý do cái chữ Tức Bà Maria là những điều tốt mình đã làm trong cái cuộc đời của mình. Vì từ nhỏ tới lớn Thi làm rất là nhiều điều tốt. Thi đóng nguyên cái cuộc đời bộ phim Thi ra, Thi lấy cái tài con gái Thi ra,
thì đi nuôi người nghèo ở khắp thế giới. Điều kỳ diệu hình ảnh của một người trái tim tốt. Thế thì Thi giải thích tại sao cứ cầm mắt và Thi buồn. Tại vì Thi cảm giác những người ở trên cái thế gian này sợ Thi lắm. Tại sao phải sợ Thi mà vừa sợ vừa ghét vừa nói xấu Thi? Ôi giời ơi quý vị ơi, ông trời đẻ thì bà lạnh lắm. Những điều gì mấy người đang nói về Thi nghe được hết á, Thi thấy được hết á. Thi đâu có ngu đâu, Thi mà đóng phim khờ thôi. Đóng phim khờ để Thi lạnh được 15 số 0 để nuôi người nghèo ở khắp thế giới. Đây với kiếp này, ông trời đẻ Thi ra, trái tim Thi là vợ ông trời. Như vậy Thi có cái cặp mắt buồn. Thì Thi mong sao quý vị bắt đầu yêu thương mến Thi đi, nói điều tốt đi, đừng có ghét hại Thi nữa. Thi là con bé vô tội, vô tội. Thi là một con bé từ nhỏ tới lớn có trái tim tốt. Như vậy trời đẻ Thi ra đẹp. Ôi giời ơi, Thi đang buồn lắm đó, quý vị ơi. Đẹp ở trên cái thế gian này có tội đó. Trời ơi quý vị ơi, tôi không có đi giật chồng một người nào đâu. Bây giờ Thi rất là buồn, rất là người nhiều người đánh cân nghiền. Ôi trời đất ơi, Thi có tự đại gia khắp thế giới bao nhiêu tiền nghe Thi còn chưa thèm nữa. Tại Thi phải là một người trái tim tốt. Ông trời hãy đẻ Thi ra để lãnh được 15 số 0. Đi mấy cô mấy chị ơi, suy nghĩ lại dùng cái đầu óc mình đi. Tại sao Lily phải đi giật chồng người ta? Lily không có ngu đâu, Lily đang đóng cái bộ phim ngu thôi. Đóng cái bộ phim khờ. Tại vì Lily giải thích cho quý vị nghe, lúc mà mình khờ khảo á, trời sẽ thương mình hơn. Mình sẽ có cái bản tánh hiền, hiền mà có cái chữ khô vô nữa. Mà nếu á, mà Thi á, mà đóng phim có tài á, là khôn ngoan á, Thi thử rồi, Thi sẽ có cái bản tánh dữ. Dữ ơi là dữ. Thi nói thì như vậy nguyên cái thế giới này ác đó. Tại vì người ta đóng cái bộ phim có tài, có năng, giỏi. Mình mà đóng cái bộ phim có tài, có năng, giỏi á, mình sẽ thành ra một người rất là dữ dàng, ác, ôn, khinh rẻ người. Tại vì mình có tiền. Thi không muốn đóng bộ phim đó. Thi thà đóng bộ phim khờ khạo, ngu dốt. Có bao nhiêu tiền cho hết để cho ông trời mỗi ngày cho Thi một cái nụ cười hạnh phúc lúc Thi ngủ dậy. Thi lãnh được thôi nha. Tài ơi Thi. Cái tài á là từ ở trong trái tim mình ra. Như vậy Thi là một người trái tim tốt. Thi là một người sống vì tình. Thi, em, Lily rất là xin lỗi những cô bé ở ngoài đó có ghen mình sẽ giật chồng người ta. Thi rất là xin lỗi những người suy nghĩ ác ôn vì Thi. Tại vì Thi xin lỗi mấy người á, lý do mấy người đánh con ghen ghét Thi